Thank you.
đấu là trên sân số 4. Trận thi đấu tiếp theo sẽ là trận chung kết nội dung đôi nam trong tuổi 14-15. Các trận thi đấu tiếp theo sẽ là trận chung kết nội dung đôi nam nhóm tuổi 11, chung kết đơn nam nhóm tuổi 11, chung kết đơn nam nhóm tuổi 12-13, chung kết đôi nữ nhóm tuổi 12-13 và chung kết đôi nam nhóm tuổi 14-15. Các vận động viên chú ý chuẩn bị. Come on!
đôi nam nhóm tuổi 14-15. Mời bốn vận động viên thi đấu từ chung kết đôi nam nhóm tuổi 14-15 chúng ta về cuối trận số 4. Mời bốn vận động viên nam của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội chúng ta về cuối trận số 4. Yeah.
nhiều nhất. Nhiều quá luôn nhỉ. Có lên nhỉ. Nhiều. Hai đội. Đúng. Đúng giờ rồi mẹ. Thank you.
14-15. Các vận động viên chúng ta chú ý chuẩn bị.